giải mã bài tập kỳ diệu của đại phu đất Việt giúp vua Càn Long khỏi bệnh trường sinh và minh mẫn. Nhờ vị đại phu đất Việt và bài Càn Long thập thường, vua Càn Long tuy phong lưu vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn và rất thọ so với người thời bấy giờ. Càn Long là vị vua sống thọ nhất lịch sử Trung Hoa, sống đến 89 tuổi, trị vì 64 năm và đến cuối đời vẫn còn minh mẫn. Tuy nhiên, nhiều người cũng biết thật ra vua Càn Long phong lưu nổi tiếng. Theo sử sách, khi 58 tuổi, ông đã bị chứng bệnh, không thể tập trung, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phòng the. Bệnh tất phải chữa, nhưng vị vua này không muốn nói rõ tình trạng của mình mà chỉ để ngự y tự chuẩn đoán, thậm chí vời danh y khắp cả nước nhưng đều không tìm ra bệnh, tình trạng không hề thuyên giảm. Cuối cùng, vua Càn Long phải phái sứ giả sang nước Việt và đại phu Trịnh Đôn Phác là người được lựa chọn cử đi. Vị danh y này không chỉ tìm ra bệnh mà còn chữa khỏi bệnh chỉ trong 3 tháng nên được vua Càn Long rất trọng vọng, còn hỏi thăm về phương pháp phòng chống bệnh và trường thọ. Đáp lại trước khi về nước, vị danh y chỉ cười mà rằng những việc đơn giản nhất là những việc hiệu quả nhất, quan trọng là có đủ kiên trì. Trước câu trả lời này, Vua Càn Long lập tức ra lệnh cho Ngự y trong triều tìm tất cả sách về dưỡng sinh, soạn riêng một bài dưỡng sinh đơn giản mà hiệu quả. Đó chính là bài Càn Long Thập Thường, nghĩa là 10 động tác đơn giản mà vua Càn Long thường tập, kiên trì không bỏ ngày nào cho đến cuối đời bao gồm: gõ răng, động tác này giúp răng chắc, khỏe, không chỉ thế, còn giúp cả cơ mặt hoạt động và góp phần làm tăng lưu thông máu lên não. Bạn thực hành bằng cách ngồi thả lỏng, tâm tịnh, đánh hai hàm răng với nhau thành tiếng. Đầu tiên, gõ răng hàm vào nhau 40 lần, sau đó gõ răng cửa vào nhau 40 lần. Ngày, làm từ 2 đến 4 lần. Nuốt nước bọt Bạn thực hành bằng cách ngồi xếp bằng, thả lỏng toàn thân và tập trung tinh thần. Nhắm mắt, ngậm miệng, sau đó cuộn lưỡi lên, đợi nước bọt tiết ra thì từ từ nuốt xuống. 9, 8, 9, 18, 36 lần tùy thuộc vào thời gian có nhiều hay ít. Bạn có thể làm mỗi sáng, trưa, chiều hoặc làm trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy. Massage tai theo đông y ở tai có nhiều những huyệt vị và kinh lạc liên quan chặt chẽ đến thận và các cơ quan khác nên việc thường xuyên massage kích thích tai sẽ giúp ngăn ngừa chứng ủ tai, điếc, thúc đẩy sự trao đổi chất, lưu thông bạch huyết. Bạn thực hành bằng cách dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đỉnh tay, vuốt nhẹ xuống giái tay, lặp lại 20 lần như vậy. Massage mũi Massage mũi có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn ngừa cảm lạnh, viêm mũi và các bệnh khác. Bạn thực hành bằng cách xoa, bàn tay cho nóng lên, sau đó dùng mô thịt, chỗ lòng bàn tay ngón cái, vuốt từ gốc mũi, hai bên cánh mũi đến khóe mắt trong, lặp lại nhiều lần. Đảo mắt thường xuyên, bạn thực hành bằng cách đảo hai nhãn cầu theo ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự trên dưới trái phải, sau đó đảo thuận chiều kim đồng hồ và tiếp tục theo thứ tự trên dưới trái phải. Việc làm này có thể giúp cải thiện tầm nhìn, bảo vệ sức khỏe, giảm bớt áp lực cho mắt. Massage mặt. Massage mặt có thể giúp cải thiện sự lưu thông máu trên khuôn mặt, phòng chống hiệu quả chứng liệt mặt, nám mặt, làm chậm quá trình lão hóa da mặt. Những nếp nhăn cũng được cải thiện rõ rệt. Bạn thực hành bằng cách xoa hai bàn tay cho nóng rồi áp, xoa lên mặt nhiều lần. Massage chân. Ở chân có nhiều huyệt vị liên quan chặt chẽ đến các cơ quan trong cơ thể, có thể thúc đẩy lưu thông máu, kích thích dây thần kinh, thúc đẩy đào thải axit uric. Bạn thực hành bằng cách ngồi trên ghế hoặc giường để chân thoải mái, sau đó bạn đặt chân trái lên đùi phải lòng bàn chân hướng ra ngoài, dùng lòng bàn tay phải xoa theo ngược chiều kim đồng hồ, sao cho lòng bàn chân nóng lên, sau đó đổi chân. Massage bụng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện việc tiêu hóa, giảm nhẹ và phòng ngừa các vấn đề tiêu hóa như trướng bụng, bí trung tiện, táo bón. Bạn thực hành bằng cách xoa tay cho nóng rồi đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ khoảng 100 vòng. Tuy nhiên lưu ý, sau khi ăn no, và khi đói không thực hiện động tác này vận động chân tay tay chân vận động thường xuyên không chỉ thúc đẩy tuần hoàn máu tăng cường trao đổi chất cải thiện chức năng hô hấp phòng ngừa hiệu quả nhiều bệnh tật bạn thực hành bằng cách tập thể dục vận động nhiều không nên đứng ngồi hoặc ở một tư thế quá lâu siết hậu môn động tác này giúp ngăn ngừa bệnh trĩ tình trạng tiểu không tự chủ bạn thực hành bằng cách hít sâu, đồng thời siết hậu môn trong khoảng 5 giây. Khi thở ra thì thả hậu môn về trạng thái cũ, lặp lại 15 lần, mỗi ngày khoảng 2 đến 3 lần như vậy, có thể thực hiện khi đứng hoặc ngồi. 60 điếu thuốc, điều gì sẽ xảy ra với phổi? Tại Hồng Kông, Trung Quốc, thí nghiệm trên phổi lợn cho thấy thuốc lá khiến khí quản chuyển đen và hai lá phổi sậm màu rõ rệt. Để giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá, một thầy giáo của trường cấp 3 Tung Chi Ying, Hồng Kông, đã thực hiện thí nghiệm bơm khói thuốc vào phổi lợn. Đoạn video do Mail Video đăng tải đã cho thấy phổi thay đổi hoàn toàn dưới tác động của thuốc lá. Theo đó, thầy giáo đã đưa hai mẫu phổi vào hai lồng kính riêng biệt mô tả cách hít thở của con người. Các mẫu phổi đều được bơm không khí vào và hút ra. Một mẫu được thử nghiệm hút 60 điếu thuốc lá, mẫu còn lại để bình thường. Kết quả là mẫu phổi hút 60 điếu thuốc sẽ có cuống phổi chuyển màu cùng những mảng đen đọng lại. Màu sắc của lá phổi này cũng chuyển từ hồng sang xám các chuyên gia lý giải hệ thống hô hấp trong cơ thể chúng ta có một số hàng rào bảo vệ để chống lại virus, vi khuẩn, chất gây kích ứng từ ngoài vào trong phổi. Khí quản và tổ chức phổi sản xuất ra chất nhầy, hỗ trợ cho việc quét các chất bẩn ra ngoài. Hỗn hợp chất nhầy này được hệ thống lông nhỏ li ti gọi là lông mau chịu trách nhiệm lai động và chuyển các chất bẩn ra ngoài. Tuy nhiên, khi khói thuốc đi vào qua miệng, người hút thuốc đã vô tình bỏ qua cơ chế bảo vệ thứ nhất, đó là quá trình lọc ở mũi. Cùng với đó, người hút thuốc thường bài tiết nhiều đầm hơn người không hút thuốc. Việc loại bỏ hút chất đầm này ra khỏi đường hô hấp cũng không đơn giản. Không những thế, phổi của người hút thuốc lá bị giảm diện tích bề mặt và mau mạch. Điều này đồng nghĩa với việc dòng máu lưu thông qua phổi giảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho lượng oxy, chất dinh dưỡng cung cấp tới phổi và tổ chức khác trong cơ thể yếu đi. Chưa hết, khói thuốc lá còn khiến cho đường thở bị co thắt, dẫn đến việc luồng khí hít vào, thở ra của người hút thuốc bị cản trở. Đây là nguyên nhân khiến cho người hút thuốc đôi khi bị khó thở, nghẹt tiếng, chóng mặt. Qua đó chỉ sau 20 phút bỏ thuốc, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ trên bàn tay, bàn chân đã trở lại mức độ bình thường. Sau một năm từ bỏ thuốc lá, nguy cơ về các bệnh động mạch vành, đột quỵ, nhồi máu cơ tim sẽ giảm một nửa so với người hút thuốc lá. Trong vòng 5 năm tiếp theo, nguy cơ đột quỵ sẽ trở lại mức như người không hút thuốc lá. Sau 10 năm, nguy cơ bị ung thư phổi sẽ chỉ còn 30-50% đến so với người vẫn hút thuốc. Bởi vậy, bạn hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. gừng khô vị thuốc đa năng theo đông y gừng khô vị cay tính ôn và các kinh tâm tỉ phế và vị có tác dụng ôn chung tán hàn hồi dương thông mạch gừng là một gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn của người việt lại cho ta nhiều vị thuốc quý với tên sinh khương can khương và bảo khương các chất trong gừng có tác dụng hạ nhiệt giảm đau và giảm ho chống viêm kích thích tiêu hóa và có hoạt tính miễn dịch theo đông y gừng khô vị cay tính ôn vào các kinh tâm tỳ phế và vị có tác dụng ôn trung tán hàn hồi dương thông mạch dùng cho các trường hợp đau vùng ngực bụng do lạnh nôn ói tiêu chảy tay chân lạnh trụy mạch ngoài ra còn làm thuốc giải độc nam tinh và bán hạ liều dùng cách dùng từ 3 đến 10 g sắc nấu hầm tán bột ôn trung hồi dương can khương 16 g phụ tử chế 12 gram Chích thảo 4g, sắc uống, dùng cho người tì vị dương hư, tứ chi lạnh ngắt, mạch yếu. Ấm tì cầm tả, can khương, cao lương khương, liều lượng bằng nhau, nghiền thành bột mịn, làm thành hoàn. Mỗi lần uống 4-8g, đến uống với nước ấm, trị đau ngực và đau bụng do lạnh kèm tiêu chảy. Ấm vị cầm nôn Bài 1, bán hạ 12g, can khương 8g, nghiền nhỏ thành bột. Mỗi lần uống đến, mỗi lần uống từ 4 đến 8g, uống với nước ấm, trị chứng uống lạnh nôn mửa. Bài 2, can khương nhân sâm bán hạ bằng lượng, nghiền thành bột, dùng nước gừng làm hoàn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 8 đến 12g, trị nôn mửa do hư hàn. Ấm kinh cầm máu, bài 1, can khương thiêu tồn tính, nghiền mịn thành bột, mỗi lần 2 đến 4g, uống bằng nước ấm dùng cho chứng hư hàn mà thổ huyết, đái ra máu, bằng huyết. Bài 2. Can khương 8g, tông bì 12g, ô mai 12g, tất cả đốt thành cho, nghiền mịn, uống với nước, trị phụ nữ bằng huyết. Ấm phổi dịu ho, phục linh 12g, cam thảo 4g, ngũ vị tử 4g, can khương 4g, tế tân 2g, sau uống, dùng khi khí, lạnh, phạm vào phổi, gây ho hen. Món ăn bài thuốc có gừng khô Bài 1. Rượu can khương Can khương tán thành bột mịn 12g Rượu thường 60ml hầm nóng Thêm chút bột tiêu Cùng cho uống Dùng cho người cao tuổi tê bại tay chân Đau tức vùng ngực Lạnh trì thể Bài 2. Cháo gừng nghệ Bột can khương 3g Bột nghệ 3g Gạo tẻ 100g Cùng đem nấu cháo Dùng cho các trường hợp tỳ vị hư hàn Đau quặn vùng thượng vị nôn ói tiêu chảy có thể thêm chút đường. Bài 3. Bách bột bạch chuột. Bánh bột bạch chuột can khương, can khương 60g, bạch chuột 120g, đại táo bỏ hạt 250g, tán thành bột mịn, thêm ít hồ nước nhào thành bánh, đem hấp chín, cho ăn khi đói, cứ 2 ngày cho ăn một lần, dùng cho các bệnh nhân tiêu chảy do hư hàn, kiêng kỵ người âm hư có nhiệt và phụ nữ có thai thận trọng khi dùng căn khương